Ngày 4 tháng 8, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có báo cáo nhanh về việc 4 người tiếp xúc với F0 trong khi đánh gôn tại một khu du lịch ở Quy Nhơn, trong đó có Giám đốc Sở Du lịch tỉnh. Thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn cho hay ngày 3 tháng 8, chị TTQ là nhân viên của sân gôn FLC Quy Nhơn có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, chị Quy có tiếp xúc với 4 người tại sân gôn FLC Quy Nhơn. 4 người gồm ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Công Thành công tác tại Cục Thuế tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Hữu Lộc kinh doanh khoáng sản Titan và ông Lê Văn Thảo công tác tại Công ty Cổ phần Phú Tài. Các ông này chơi gôn ở FLC Quy Nhơn từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 và tiếp xúc với chị Quy. Theo Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, hiện 4 người này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với COVID-19, được cách ly tại nhà. Nói về việc này, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, hiện tỉnh đã giao Sở Y tế xử lý theo quy định chung và không có trường hợp ngoại lệ. Trong khi đó, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn cho hay thời gian qua thành phố đã có thông báo tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể dục thể thao để phòng chống dịch. Ông Nam nói, việc FLC Quy Nhơn vẫn tổ chức cho người tham gia đánh gôn là việc làm sai hoàn toàn và không chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch của tỉnh. Thành phố đang xin ý kiến của tỉnh để xử lý vụ việc. Trước đó, từ 6 giờ ngày 1 tháng 8, tỉnh Bình Định thực hiện giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng trong 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh.